Rồi, số đồ của anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 20 tháng 8 em sẽ lên kỳ là 575 ha. Thì kỳ này em sẽ lên cho anh em là cần 2 khúc 3 khúc carbon nha anh em. Thì cần hôm nay thì rất là đẹp luôn. Mấy cây trước là cây mấy cây phan lá nha. Bữa nay em về được phan lá nữa nè anh em ơi. Bữa hổm giờ anh em hỏi phan lá cũng nhiều lắm á. Thì bữa nay em về được 1 2 3 4 5 6 cây phan lá nha. Mà mấy cây phan lá này đẹp không à. Độ cứng là từ tầm khoảng cỡ là 30 đến là 150 nha. Đó. Thì có cần 2-3 khúc, bữa nay mấy cây 3 khúc là cây nào cũng mít ken hết trơn anh em ơi. Thì đây là mấy cây carbon 2 da không à. Rồi, dưới lại cần 2 khúc thì hôm nay là cần bạo lực nha. Đa số là bạo lực thôi, chỉ có một cây cần lua nè. Chỉ có một cây cần lua thôi là 2m7. Còn lại là mấy cần 2 khúc bạo lực không à. Độ cứng từ 180 ăn lên chứ ha. Thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn. Anh em nào chốt 2 đơn trở lên em sẽ miễn phí ship, còn anh em nào mà chuyển khoản là em sẽ bao ship cho anh em luôn ha. Chuyển khoản hết là em sẽ bao ship luôn. Rồi thì em sẽ lên hàng nha anh em. Số điện thoại của em là ở đây là 0988546535 nha. Rồi ok lên nha anh em. Đây, đầu tiên là lên một cây rất là đẹp cho anh em luôn. Cây này còn siêu luôn nha, là siêu là cái bọc của nó chưa có mở luôn ha. Cây này hầu như là người ta chưa sử dụng nha anh em, tại vì nó còn cái siêu luôn nè. Đây, còn rất là đẹp. Đây, cái siêu là cái bọc nè. Còn cái bọc này là chưa mở luôn ha. Anh em là về mua về mình mở siêu ha. Bóc siêu của nó. Thì đây, cây này là một cây cần phen lá nha. Một cây phen lá, phen bát là Fuji hết, phen lá xích. Nè, bát là Fuji nha. Cây này hàng Optical. Đây, Optical. Cây này hàng Korea nha anh em. Ha, cây này không phải Korea nha. Cây này hàng Trung xuất nha anh em. Đây, Marincina, cây này hàng Trung xuất nha. Hàng Trung xuất Nhật. Đó. Đây, cây này là chưa sử dụng luôn. À, nó chưa bóc siêu luôn nè. Đây nè, bộ phen lá còn rất là mới nha, cần bao đẹp luôn. Thì cây này độ cứng của nó là 30 về 2m4 nha anh em. 30 về 2m4 nè, quá trời mới luôn. Thì cây này mã số là mã số 1 nha, giá của nó là 900k. Thì em sẽ cân nặng cho anh em luôn nha, cân nặng và đo đọt. Đây, cây này nặng là, đây cây này cân nặng là 240g nha. 240g đo đọt trực tiếp cho anh em luôn ha. Đây, thì đọt cây này đọt của nó là 2 ly đúng nha. Cây này đọt 2 ly đúng luôn anh em. Rồi, mã số là mã số 1, giá là 900k nha. Anh em là chốt nhanh thì còn nha anh em. Tiếp theo, mã số 2. Đây, mã số 2 là em có một cây phen lá này, cây này mới thấy luôn, một cây cần ben của Mỹ nha anh em. Nhưng mà nó là dòng phen lá nha. Đây, cái phôi của bên Mỹ anh em nhìn nè, cái phôi nó phải nói là rất là cứng luôn, phôi rất là dày luôn nha anh em. Đây, Fuji. À, phôi của nó rất là dày luôn, một cây ben nha anh em. Cần ben Mỹ. À, ben Power Tick. Đó. Ben thì cây này nó màu vàng nha. Nó màu vàng. Nó bộ phen lá rất là đẹp. Thì cây ben này là một cây cần lua anh em. Đó, cây ben này nó là một cây cần lua đấy. À, thì lua của nó là 3.8 đến 1 UZ nha. Thì lai của nó là cây này là xanh là M, dài 2m, dài là 2m4. À, thông số của nó là lua là 10 đến 20 lb nha. Dây anh em đánh dây là 10 đến 20 lb. Thì đây, phen cũng là Fuji, phen lá xích luôn nha. Bát là Fuji, một cây cần ben Mỹ, phôi rất là dày luôn. Thì độ cứng nó tương đương tầm khoảng cỡ 50 anh em ha. Cây này độ cứng tương đương tầm khoảng 50 nha. Đây, ben. Nha. Rồi, thì cây này cân nặng của nó. Đây, cây này cân nặng là 390g nha. 390g. Đọt của nó thì em sẽ đo cho anh em cái đọt luôn. Đây, đọt của nó là 3 ly 2 nha anh em. Đây, đọt là 3 ly 2 nha. Đó. Rồi, mã số là mã số 2 nha. Mã số 2 này giá là 950 anh em. Đây, 950k. Mã số 2. Tiếp theo, mã số 3. Đây, mã số 3 là một cây cần phen lá rất là đẹp luôn. Phen lá dạng oval nha. Đây, phen lá dạng oval nè. Oval nhọn nè. Ha, phen lá xích. Đây, dạng bát là Fuji luôn nha anh em. Thì cây này cũng là 2m4 luôn. Cây này mấy ông Nhật ông lên là sơn mài với là kim tuyến nha. Sơn mài kim tuyến nè anh em. Mấy ông Nhật cũng lên cho anh em sơn mài kim tuyến rồi. Đây, mấy cái khoen ông cũng sơn kim tuyến cho anh em luôn. Ha, còn khá đẹp nha. Thì độ mới là bao anh em là 85% ăn lên. Đây, một cây phen lá dạng nhìn rất là bắt mắt anh em. Phen lá cây này bắt mắt lắm. Ha, thì cây này độ cứng của nó là 50 nha. Cứng 50, dài 2m4 nha anh em. Đây, 50 dài 2m4.
anh em nào thích cây của nghệ nhân Nhật thì mình lấy nha. Rồi thì cây này mã số 3, giá là 800k nha, thì cân nặng của nó là đây, cây này cân nặng chỉ có 250g thôi anh em. Cái đọt của nó nè, đọt cây này tầm khoảng rơi vào tầm khoảng các cỡ 2 ly 2, quá đúng y chang luôn. Cây này đọt 2 ly 2 nha anh em. À, rồi thì cây này mã số 3 nha, giá của nó là 800k anh em. Số 3 này 800k cho anh em chơi nha. Tiếp theo mã số 4, đây tới mấy cây phân lá dài đây. Đây mã số 4 là cây này rất là đẹp luôn, một cây phen lá của hàng Mamiya nha. Mamiya này của Olympic đời cao nha anh em, dòng là Holy Sword gì đó, Holy Box gì đó. Đây cái bát ở, ăn tiền cái bát này, cái bát là bát của Fujigon nha. Đây bát Fujigon dạng phen lá xích luôn nha. Đây thì cây này cứng 50, dài 2m7 ở má gì ở Ramika gì đó. Đây cây này hàng Korea xích luôn nha anh em. Nè đây bu là bu chống sắn luôn ha. Đó dạng phen lá xích, cây này dài 2m7 nha, 2m7, mã số là mã số 4. Cây này giá là 1.1 triệu nha anh em, 1.1 triệu, giá rất là tốt luôn, cứng 50 và 2m7 nha. Cây còn khá mới, độ mới cho anh em là 85-90% ăn lên. Thì cây này cân nặng của nó là 290g nha, 290g. Đọt của nó là đây, cái đọt của nó là 2 ly đúng nha, đọt này 2 ly đúng luôn, độ nãy là chuẩn 50 luôn nha anh em. Đây độ nãy cái đọt là chuẩn 50 luôn nha. Rồi cây này còn khá là đẹp luôn, đây 85-90% luôn. Thì cây này mã số là mã số 4, giá là 1.1 triệu nha. Tiếp theo mã số 5, đây mã số 5 là siêu phẩm luôn, đẹp nhất hôm nay, đây đẹp nhất trong bầy phen lá luôn. Cây này còn bao vải luôn nha anh em, nè cây này còn bao vải luôn, đây cái bao vải của nó này. Thì cây này nó là một cây này, cây cái bát này nè, cái năm em Nhật cũng cầu hơi dơ, giờ anh em vệ sinh nha. Đây bát Fuji nè, bát Fuji, cây này quá đẹp luôn, 2m7 nha. Cây này cứng, cây này của nó là Rồ Fighter Power Công nha anh em, dòng Power Công. Nè cây này đọt rất là to nha, độ cứng cao lắm anh em, đọt chích tôi cứng cao. Cây này cứng là 150 nha đó, cây này cứng 150 nha anh em, cứng 150, dài 2m7 cho anh em đánh bạo lực nha. Một cây phen lá mà cứng 150 rất là hiếm luôn. Rồi đây cây này mã số là mã số 5 nha, em đo đọt cho anh em luôn. Đây cây này đọt của nó là 3.5 ly nha anh em, đọt là 3.5 ly nè ha. Còn cân nặng đây, cây này cân nặng là 350g nha, 350g, đọt là 3.5 ly luôn anh em. Đó đây cây lộ mới là bao anh em là 95%, còn cái bao vải luôn nha anh em, nè cần rất là mới và đẹp luôn. Rồi thì cây này mã số là mã số 5, mã số 5 này giá là 1.350.000 nha anh em, rồi chút nhanh thì còn cây này luôn nè. Tiếp theo mã số 6 nha, đây mã số 6, anh em nào thích phen lá dài thì đây, phen lá dài mà nó còn cứng nữa. Đây 2 khúc 3m cho anh em chơi đây, một cây phen lá 2 khúc 3m nè. Cây này của Shimano nha anh em, đây Shimano. Đó, một cây Shimano được sản xuất ở Korea, Indo nha, dòng Indo thì quá ngon luôn, mà đặc biệt cây này cứng 100, dài 3m 2 khúc nha. Đó, đây một cây của thằng Shimano. Đây mấy cây này nó có đóng dơ nè anh em, về vệ sinh lại nha. Đây này, thì ở trên đây là mấy cái này là mấy ông Nhật nha, mấy ông Nhật ông quấn cái này, anh quấn băng keo anh em, quấn băng keo hay là do quấn cái gì đó thì ông nhỏ keo lên anh em, về anh em này, cái này anh em gỡ ra hết. À, mấy ông Nhật cũng quấn gì để biết sao không, ổng câu đêm nha, người ta câu đêm để người ta quấn gì là để thấy cái nó dễ thấy cái đọt cặn nha anh em. Đây cây này còn khá là đẹp luôn, 85% ăn lên nha, cứng 100, dài 3m, cây phen lá đó. Đây chỗ này thì có bị muối nó đóng xíu nè, về anh em vệ sinh nha, không bị rỉ sét gì đâu, vệ sinh xíu là đẹp rồi. Đây một cây Shimano nè, cái bát Shimano khá là đẹp luôn đó, dòng Shimano. Thì cây này cân nặng của nó là, cân nặng cây này là 250g thôi em ha, chỉ có 250g thôi. Thì cái đọt của nó đây, đọt cây này cũng khá là to nha anh em, cây này đọt của nó là 2.7 ly nha, cây này đọt là 2.7 ly nha anh em. Đó đây mã số 6 nha, giá là 1.250.000 anh em. Đó 1.250.000 cho anh em, cây một cây cần 2 khúc phen lá 3m mà cứng 100 luôn, 1.250.000 nha. Tiếp theo mã số, đây cây cần 3 khúc nè, hôm nay 4 cây cần 3 khúc này, cây nào cũng vip hết trơn, cây nào cũng hàng hại luôn anh em. Đây tiếp theo là mã số
À, mã số 7 đây. Mã số 7 là một cây cành 3 khúc cho anh em câu kép, câu biển, câu bờ gần ha. Câu lăng xê rồi, câu nha, câu chép, câu mè rồi ha. Thì anh em lấy nha. Một cây cây này quá trời đẹp rồi. Đây, một cây dòng rod carbon của Hoàng Đai Hoa nha anh em. Dòng Hoa Đài Lốc. Đây, Hoa Đài Lốc của Đai Hoa, carbon 2 da, sắn toàn thân nha. Đây. Cây này rất là mới, độ mới là 95%. Đó, cây này cứng cứng 30, dài 3m3 nha. Độ dài quá lý tưởng cho anh em chơi luôn. Đây, rod carbon, cây này của Đai Hoa nha, được sản xuất ở Taiwan nha anh em. Dòng rod carbon là những chiếc Taiwan hết, Taiwan xuất nhập. Đây, càng khá là đẹp luôn. Đây, bu của nó là bu xích nha anh em, không phải bu là sứ xám luôn. À, dàn phèn Fuji sứ xám nha, bát là bát Fuji. Đó. Holder lock, dòng holder lock nha anh em. Đây, thì cây này mã số là mã số 7 nha. Cân nặng của nó là rồi, cây này có cân nặng là 320g thôi anh em. Chỉ có 320g thôi. Đọt của nó đây. Đọt của nó cây này tầm khoảng đọt 1 ly 8 2 ly á. Cây này đọt đúng 2 ly luôn nha anh em. Chuẩn 2 ly luôn. Đó. Rồi, cây này mã số là mã số và số 7 nha. Yeah, mã số 7 giá là 1.150.000 nha anh em. Quá wow, trời đã luôn ha. Mã số 1.150.000 anh em lấy được một cây cần 2 da rồi. Đây, mã số là mã số số 7 nha. Tiếp theo, mã số 8. Đây, mã số 8 cây này còn đã hơn nữa. À, một cây nội địa Nhật luôn. Cây này dòng Power Mid đó. Dòng của nội địa Nhật luôn anh em ơi. Đây, cây này dòng cũng là Hoa Đài Lốc của Đai Hoa luôn, nhưng mà nó dòng Power Mid nha. Power Mid cũng là carbon 2 da luôn nha anh em. Sắn toàn thân. Cây này carbon sắn gân ở trên là carbon sắn gân, gốc là 2 da. Đây, dòng Power Mid của Đai Hoa. Dòng này là Mazaben luôn ha. Bu cây này là bu xích dàn khoen Fuji sứ xám, bu là bu xích, độ mới 95% băng lên. Cây Power Mid. Rất là mới luôn. Đây, anh em nhìn cái bát là mời liền cái bát rồi ha, cái bát này quá trời đẹp luôn. Đây, cây cần Hoa Đài Lốc của Đai Hoa ha. Rồi, cây này có cái độ cân nặng của nó là chỉ có 250g thôi. Cây này cũng là 250g nha anh em. 250g. Đọt của nó, cây này đọt của nó cũng rơi vào 2 ly luôn á anh em. Đúng 2 ly luôn. Cây này đọt của nó là 2 ly luôn. Nhưng mà độ cứng của nó là 20 ha. Cứng 20, dài 3m nha anh em. Đây, rất là nảy luôn. Mấy cây này cứng 20 như gần rất là nảy nha. Rồi, mã số cây này là mã số 8 nha anh em. Mã số 8, giá của nó là 1.350.000 nha. Mã số 8. Đây, cây cần quá mới cho anh em chơi luôn. Tiếp theo, mã số 9. Đây, mã số 9. Đây, lâu lắm rồi mới về được một cây đóng chữ Mắc Instaben. Nhưng mà nó là vàng khoen là Fuji xích luôn anh em ơi. Đây, một cây đóng chữ là Mắc Instaben mà nó là vàng khoen Fuji xích hết trơn toàn thân luôn. Độ cứng của nó là 20, dài 3m ha. Đây, một cây Fighting Power ha. Fighting Power ha. Cây này dài 3m, cứng 20, dài 3m, Mắc Instaben nha. Đó, anh em nào thích mà cây cần là có đóng mắt chữ Mắc Instaben thì anh em lấy nha anh em. Đây, dàn khoen của nó là Fuji xích toàn thân luôn nha. Đây, Fuji xích toàn thân luôn nè, anh em thấy không? Đó, rồi cây này có độ cân nặng là cây này cân nặng của nó là 310g nha. 310g. Cái đọt của nó đây, cây này đọt tầm khoảng cỡ là 2.8 quá. Đây, cây này đọt của nó là 3 ly luôn anh em ơi. Đây, đọt là 3 ly luôn nha anh em. Đó, chuẩn 3 ly luôn ha. Rồi, ok, cây này là mã số 9 nha. Giá là 1.250.000 thôi. Đó, anh em nào chốt nhanh chỉ còn cây này ha. 1.250.000 cho một cây cần Mắc Instaben. Rồi, tiếp theo, mã số 10. Đây, tiếp theo là mã số 10. Ha, mã số 10 đây, mã số 10 anh em nhìn cái sắn nè. Đây, một cây cần hàng sưu tầm nha. Đây, cây này đáng cho anh em sưu tầm không? Đây, carbon sắn nè. Sắn kiểu sắn lò xo nè anh em. Sắn lò xo mà kiểu giống như là power lốp vậy đó. Cây này nó là một cây cần của thằng Ryobi hay gì ta. Cây này giống cùng Ryobi quá, dòng Super Biro quá. Cây này Olympic anh em ơi. Olympic chứ không phải Ruby. Nè, mới nè. Anh em nhìn cái phôi mới cáo luôn anh em ơi. Đây. Trời ơi, nó mới vãi luôn. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji xích luôn nha anh em.
không phải là dòng khoen Fuji xứ thường đâu, dòng khoen là Fuji xích luôn, à, xứ xích nha. Đây tròn thân luôn, Fuji xứ xích tròn thân. Thì cây này độ cứng của nó là 100 nha anh em, cứng 100 nha, cần rất là nảy luôn, 100 đến 120 nha. Đây cái đọt này em nhắn xuống rất là cứng nha anh em, cây này còn bao vải luôn. Đây cứng 100 đến 120 luôn nha. Đây anh em nhìn cái cán nè, ngay cái cán là anh em mơi liền rồi. Đây cái bát nữa nè, bát Fuji. Đây cái đồ sống của cây cần ha. Thì cây này có cân nặng ha, cây này cũng khá là nặng nha anh em. Cây này cân nặng của nó là 480g nha, cũng là không quá nặng đâu, 480g, độ nặng vừa phải nha. Đây còn cái đọt của nó em sẽ đo cho anh em, đọt này tầm khoảng cỡ 2.8 ly, 3 ly gì đó, đọt 3 ly nha. Cây này đọt chuẩn 3 ly luôn nha anh em. Rồi thì cây này mã số 10, giá của nó là 1.450.000 nha, 1.450.000 anh em lấy được cây này rồi ha. Anh em cho 1.450.000 xứng đáng không? Rồi ok nha anh em, mã số cây này là mã số 10 nha, còn bao vải luôn. Tiếp theo mã số 11. Đây mã số 11 anh em, đây bữa hổm giờ không có cần lua và được một cây cần lua luôn. Đây một cây cần lua này, khoen bát là bát Fuji nha, dàn khoen là khoen hãng nha anh em, khoen hãng chống rỉ nha anh em, đánh câu nước ngọt thoải mái nha anh em, nước mặn vẫn được bình thường nha, câu rồi câu nước mặn thì về anh em chịu khó vệ sinh lại nha, rửa nước ngọt lại đó, để cho đừng có nước biển nó đóng ố cái khoen thôi. Rồi thì đây cây này là một cây cần lua còn mới lắm, độ mới là 85% ăn lên. Cây này dài 2m7, độ cứng là M nha, nó cây 2m7 cứng M. Lua của nó là từ là 7 đến 35g nha. Dòng là Freedom Seabass nha, Freedom Seabass nè. Dòng này là dòng Lugan nên em tính Lugan nháy thật đồ đó nên em chơi nha. Đây bát là bát Fuji cán mút Eva nha. Thì cây này mã số, cây này có cân nặng là, đây cây này có cân nặng là 200g thôi anh em, chỉ có 200g thôi. Thì mã số cây này là mã số 10 11 nha, 11 giá là 750k. Thì mấy cần lua thì khỏi cần phải đo đọt làm gì, anh em cứ chơi cái độ cứng của nó là M, à xanh của nó thôi, à xanh của nó M thì chủ yếu là quan trọng cái mồi lua của nó tải được bao nhiêu thôi ha. Còn ok cây này mã số 11 ha, giá là 750k, cần carbon nha anh em. Tiếp theo mã số 12, đây cho anh em coi cái cần bạo lực nè, còn là bạo lực không, từ 12 trở lên 16 là mấy cây cần bạo lực không. Đây cây cầm số 12, đây 12 là một cây alpha tackle của hàng Korea, dàn khoen là dàn khoen Fuji biển chân quỳ nha anh em. Đây dàn khoen biển chân quỳ đó, chân quỳ bu là bu xích chống sắn nha, bu xích chống sắn. Đây độ mới là bao anh em là 85% ăn lên nha, alpha tackle của Mark Isaben. Cây này cứng 120, dài là 2m7 nha. Đây alpha tackle nhầm, Mark in Korea quá da ben nha, đọc bị liệu nha anh em. Đây thì cây này cứng 120, dài 2m7 nha anh em. Đây anh em nào thích cứng 120 mình lấy nha, dàn khoen chân quỳ cho anh em câu đáy, mấy dòng này câu đáy câu ngâm thì khỏi chơi rồi. Rồi độ dài 2m7 thì quá là lý tưởng luôn đúng không, anh em có thể câu cá cha thịt luôn anh em, câu ngâm câu cá cha rồi đó. Rồi cây này mã số là mã số 12, thì cân nặng của nó, cân nặng cây này là 360g nha, chỉ có 360g thôi. Cái đọt của cây này đọt tầm khoảng rơi vào chắc tầm khoảng cỡ 3.2 đến 3.8 y chang luôn, cây này 3.8 nha. Đây cây này 3 ly, đọt là 3.8 nha nè. Rồi đây thì cây này mã số 12 này có giá là 1.250.000 nha nè, 1.250.000 anh em lấy một cây 2m7 mà dòng bạo lực luôn. Tiếp theo một cây 2m7 nữa đây nha, tiếp theo là một cây 2m7 nữa, dòng này thì khá là nhiều anh em thích rồi, dòng này anh em nhìn quen không anh em, rất là quen đúng không, là một cây cầm Daiwa nội địa Nhật, một cây Kenyaki. Đây Kenyaki cứng 80, dài 2m7, độ cứng quá lý tưởng luôn. Thì cây này em có nói, đây em nói với anh em luôn là cây này nó lên một cái khoen là cũng là một cái khoen biển luôn nha anh em, khoen biển là xứ xích nha, cái khoen là còn xịn hơn xứ phản quang nữa. Đây nó có lên một cái khoen xứ xích nè ha, nó địa chỉ lại rất là đẹp nha anh em, địa chỉ lại là quá là đẹp, như tiệp như zin luôn nha, cây này tiệp như zin luôn đó. Thì cây nào có lên cái gì thì em sẽ nói nha anh em đó, anh em không cần quan tâm đến cái khoen này nữa nha. Thì nó đây khoen là khoen xích luôn anh em, khỏi lo. Đây cây này khoen zin của nó là khoen phản quang nha,
phen Fuji, phen Fuji mà dạng biển chứ phen biển phản quang. Thì cái này là chỗ này mấy ông Nhật ông quán trị để làm gì, là để ổng câu đêm nha, ổng câu đêm mấy cái đọt này nó để có màu này, câu đêm cho nó dễ thấy nha anh em. Đây rồi, cây này còn khá đẹp, 80% ăn lên nha. Kenjaki thì anh em biết rồi, cái phôi của nó thì phôi nó là carbon sắn gân, rất là bền luôn. Dòng Kenjaki mất có rất là nhiều anh em sưu tầm cái dòng này nha. Kenjaki cứng 80 và 2m7, thì cây này mã số là mã số 13 nha. 13 này giá là 1,2 triệu, thì em sẽ đo đọt và cân nặng cho anh em. Đây em đo cái đọt trước cho anh em nha. Thì cây này nó cái đọt nó có nó lên chỉ rồi, thì nó cũng lên một xíu rồi. Cây này đọt nó tầm phán cỡ là, cây này đọt của nó là cứng 80 này, thì cây này đọt nó tầm phán cỡ 3.2 ly thôi ha. Cây này đọt cỡ 3.2 ly thôi, tại vì nó là quân chỉ lên một xíu rồi, nó tới 3.8 ly, nhưng mà nó tầm khoảng 3.2 ly thôi. Rồi cây này mã số, cây cân nặng chưa cân nặng cho anh em nhé ha. Rồi cây này có cân nặng là 420g nha, 420g. Trần Ken đai qua Kenjaki thì anh em biết rồi, qua dân họa tiết đầy đủ luôn. Mã số cây này là mã số 13 nha, giá là 1,2 triệu Kenjaki. Rồi tiếp theo mã số 14 nè. Mã số 14 lâu lắm rồi mới về được một cây bạo lực mà hai đọt cho anh em chơi. Đây một cây cần hai cái đọt luôn anh em ơi nè. Cây này còn mới, bao anh em mới là 90% luôn ha. Một cây dòng cây cần 2m7 hai đọt luôn ha anh em, 2m7 hai đọt, đọt tháp nha. Dàn phen là Fuji hết trơn luôn, bát cũng là Fuji luôn. Đây thì cây này hai đọt, một đọt cứng là 80 60 80, và một đọt cứng là 100 đến 120, hai cái đọt thay thế cho anh em. Đây hai cái đọt thay thế anh em chơi rất là đã luôn. Đồ mới cây này rất là cao nha, cây này mới là 95% luôn anh em ơi. Carbon sắn gân nha, dòng là chuẩn carbon luôn nè. Đó, chuẩn carbon luôn. Rồi cây này có cân nặng nè, em cân nặng thì em đo một đọt thôi nha anh em. Rồi cây này có cân nặng là 340g nha, một đọt của nó. Đây cân nặng là 340g. Rồi đọt của nó, đây cái đọt nhỏ cứng 60-80 thì nó là 2 ly 2, còn mà 100 đến 120 thì nó là 2 ly 6 nha. Là 2 ly 6 đó. Đây cần còn rất là mới và đẹp luôn. Thì cây này mã số là mã số 14 nha, mã số 14, giá là 1,250 triệu nha anh em. Đây 1,250 triệu cho mã số 14 nha. Rồi tiếp theo mã số 15. Đây 15, một cây này quá đẹp rồi, cây này còn bao vải luôn anh em ơi. Đây cây này còn bao vải luôn. Một cây Alpha Taco nha anh em, cây của Alpha Taco. Cây này quá là mới nha, đồ mới, ba anh em là 95% cây này. Đây bát là Fuji, dàn phen là Fuji chân quỳ luôn ha, dàn phen Fuji nè, phen biển chân quỳ đó. Đây cây này còn mới lắm, cây này Deep Hunter cứng 150, dài 2m7, hàng Alpha Taco, hàng Korea xuất nha. Đây hàng Korea, Alpha Taco quá trời mới luôn. Đây đầu lỏng chống nổ khi ngon lành hết trơn luôn nha anh em đó. Rất là ok luôn. Rồi bát là Fuji nè, cây này khá là mới nha. Cây này mã số 15, giá là 1,350 triệu nha anh em. Thì cân nặng của nó, cây này có độ cân nặng là 450g nha, 450g. Cái đọt của nó thì khá là to luôn, đọt này em chắc rơi vào 3.8 ly quá. Rồi đọt này thì nó là 3 ly 2 nè, đọt này không 3.8 ly mà 3 ly 2 nha. Đó cái đọt nó cũng vừa thôi, nhưng mà độ cứng của nó là rất là cứng, là nảy, rất là nảy nha. Cứng 150 luôn anh em, cứng 150, dài là 2m7 nha. Độ cứng này quá là lý tưởng và độ dài cũng lý tưởng luôn cho anh em câu đáy, câu ngâm. Rồi kem cho mã số 15 ha. Mã số 15 này là 1,350 triệu. Tiếp theo mã số 16. Đây 16 là cuối cùng ha, 16 cuối cùng là một cây dòng bạo lực tiếp nha, phen biển nha anh em. Đây cây này là dòng Holder Bison. Đây bát là Fuji, cây này độ mới cũng là 95% luôn anh em ơi. Đây cây này hàng Korea xuất luôn, cứng 150 và 2m4. Thì cây anh em là không thích dài 2m7 thì mình có thể mình lấy 2m4 nha. Đây cây này cũng độ mới rất là cao luôn anh em. Nó cứng đây 2m4 nha, còn khá là đẹp anh em ơi. Rồi cây này mã số 16, giá là 1,150 triệu thôi. Cân nặng của nó là, cây này cân nặng là 390g nha,
cái đọt cũng rất là to, cây này cứng 150, đọt to đùng luôn, cây này đọt chắc tầm 4 ly quá anh em. Rồi đây, đọt của nó là wow 5 ly đúng luôn anh em ơi, cây này đọt 5 ly đúng luôn nha. Rồi cứng 150, dài 2m4, và số 16 cuối cùng, cây này giá là 1 triệu 1 triệu 50 nha. Rồi chào anh em nha.